Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi xin phép được quay trở lại với tất cả anh chị em trên kênh YouTube của tôi. Một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là những người làm kinh doanh đều rất là quan tâm, đó là làm cách nào để có được một cái dòng tiền ổn định. Thế trên tay tôi hiện nay đang có một cuốn sách là Chiến lược tạo dòng tiền, và đây cũng là một trong cuốn sách mà tôi nghĩ rằng anh chị em cần có được để có được những cái biện pháp để ổn định được cái dòng tiền trong cái quá trình kinh doanh và thương mại của mình. Anh chị em biết rằng là trong giới kinh doanh thì thường người ta có một câu nói cửa miệng là dòng tiền thì còn hơn lợi nhuận. Tức là đôi khi nếu phải cân nhắc giữa lợi nhuận và doanh thu, giữa cái việc là chúng ta đạt được cái tỷ suất lợi nhuận cao hay là chúng ta có được cái dòng tiền ổn định, thì người làm kinh doanh chuyên nghiệp sẽ thường là chọn ưu tiên cho dòng tiền. Bởi vì là nếu như chúng ta không có được cái dòng tiền ổn định và kịp thời để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, thì cái hoạt động của doanh nghiệp của chúng ta rơi vào bế tắc, thậm chí là đứt gãy. Và nếu như anh chị em nào còn hoạt động trong lĩnh vực về tài chính và ngân hàng thì lại càng hiểu rằng là cái việc gãy dòng tiền là còn nguy hiểm hơn cả. Vì vậy là đôi khi người ta phải sử dụng các cái biện pháp như là kích cầu, như là giảm giá, như là khuyến mại, rồi là kể cả những cái biện pháp một cách nó hơi tế nhị một chút để làm sao đảm bảo cái dòng tiền ổn định, và người ta phải hy sinh đi cái lợi nhuận của mình. Thế thì trong cái tác phẩm Chiến lược tạo dòng tiền này thì chủ yếu là các tác giả đã chỉ ra những cái biện pháp để giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm thế nào để có được một cái hoạt động ổn định, đặc biệt là những tháng năm đầu tiên khi mới gây dựng sự nghiệp kinh doanh. Ở đây thì người ta đã chỉ ra cho các bạn là 60 cái biện pháp để có được khách hàng mua những sản phẩm đầu tiên. Rồi sau đó là có 58 cách để giúp cho chúng ta có được cái dòng tiền ổn định đến từ việc khách hàng sẽ giới thiệu cho khách hàng mới, hoặc là khách hàng sẽ quay trở lại mua sắm sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Thế dù là cách nào chăng nữa thì tôi nghĩ rằng là các cái chủ doanh nghiệp, những người làm kinh doanh cũng không bao giờ được chủ quan. Bởi vì nếu chúng ta chủ quan, chúng ta tính cái doanh thu của ngày hôm nay để chúng ta suy ra doanh thu của tương lai, thì chúng ta dễ rơi vào tình trạng người ta gọi là tính cua trong lỗ. Và nếu như gặp những cái bất trắc, ví dụ như là dịch nCoV vừa rồi, thì cũng có thể là đến 5-6 tháng liền chúng ta không hề có khách hàng, chúng ta không có dòng tiền, thì bao nhiêu cái công sức của chúng ta nó sẽ đổ ra sông ra biển hết. Và nhiều doanh nghiệp đã phải dùng cái thuật ngữ là lấy lương khô ra ăn, tức là những gì gọi là tích lũy của chúng ta trong thời gian trước đây đều phải mang ra để khắc phục cái khó khăn, mà chính là do hậu quả của việc là không đảm bảo được dòng tiền ổn định và liên tục tăng trưởng. Thế thì ở đây chúng ta mới biết rằng là để có thể tăng trưởng được cái dòng tiền và ổn định là dòng tiền, thì chúng ta phải đảm bảo rằng là sao? Thứ nhất là lượng khách hàng mới phải ổn định, thứ hai là lượng khách hàng cũ cũng phải ổn định và có chiều hướng tăng trưởng, và thứ ba nữa là các cái dòng chi phí của chúng ta nó phải có xu hướng ổn định và đi xuống thì càng tốt. Tất nhiên ở đây đi xuống không có nghĩa là chúng ta cắt giảm, mà chúng ta phải là tối ưu hóa được cái một đồng tiền bỏ ra của chúng ta. Như vậy là chúng ta phải rà soát lại toàn bộ những cái hoạt động của chúng ta để đảm bảo là cái hoạt động đó nó đem về cho chúng ta một lượng khách hàng ổn định, một cái dòng doanh thu trên từng khách hàng ổn định, tổng doanh thu ổn định, và từng cái đồng vốn hay là đồng chi phí chúng ta bỏ ra thì nó phải đem được lại một cái doanh thu ngày càng cao hơn. Và đây là cái mà những cái người trẻ làm kinh doanh hoặc là những người mà làm kinh doanh không nhiều kinh nghiệm thì rất dễ là loay hoay và không tìm được lối ra. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là trong cuốn sách này người ta đề ra những cái biện pháp, tôi nghĩ rằng là ai trong số chúng ta làm kinh doanh thì đều đã biết cả. Tôi nói ví dụ như là riêng về hình thức quảng cáo thôi, chúng ta không thể tự tin là chúng ta chỉ quảng cáo trên một cái phương tiện, hay là chúng ta chỉ thực hiện một cách quảng cáo là chúng ta đã có được ngay cái khách hàng. Bởi vì anh chị em biết rằng là hiện nay người ta tính trung bình là trong một ngày thì khách hàng của chúng ta đâu đó sẽ phải nhìn thấy và gắn vào đầu người ta có tầm khoảng là 200 thương hiệu. Bạn lái xe trên đường, bạn nhìn ngó trên taxi, trên xe buýt, biển hiệu, rồi là nghe âm thanh radio phát ra, bạn xem tivi ở nhà, bạn đến cơ quan để nhận những cuộc điện thoại của những người bán hàng gọi điện thoại tới, bạn mở ra một cái cuốn tài liệu để đọc, bạn cũng có thể nhìn thấy những cái quảng cáo được in trên bìa của cuốn tài liệu này, rồi là trong những bữa cơm trưa người ta nhắc tới các cái thương hiệu, vân vân và vân vân. Vì vậy là một ngày có tận là 200 cái tên thương hiệu là rơi vào đầu khách hàng một cách chủ động hoặc là vô tình. Vì vậy để cái sản phẩm của chúng ta được khách hàng nhớ tới, để sản phẩm của chúng ta luôn luôn là được nằm trên top of mind, tức là nằm trên đầu tiên trong sự lựa chọn của khách hàng, thì chúng ta cần phải thực hiện rất nhiều các cái biện pháp khác nhau.
và chúng ta liên tục phải có các cái chiêu trò khác nhau để có thể là níu giữ được khách hàng. Mặc dù trong các clip trước đây tôi đã từng chia sẻ thì để có được một cái doanh thu và dòng tiền ổn định thì quan trọng nhất là bạn phải có một hệ thống phân phối tốt và bạn phải có một chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Và liên tục thì công ty của bạn phải giải quyết được những vấn đề do khách hàng đặt ra và không bao giờ được phép dừng lại. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố đó thì yếu tố về marketing, yếu tố về thúc đẩy kênh bán hàng, yếu tố về thực hiện các hoạt động cạnh tranh lành mạnh, các yếu tố về chăm sóc khách hàng sau bán, các yếu tố về sử dụng công nghệ để làm sao khách hàng có thể kích hoạt được khách hàng mới, thì những yếu tố đó đều phải được tiến hành song song với một cái sự cẩn trọng và với một cái tinh thần rất quyết liệt, thì chúng ta mới có thể có được cái khách hàng và khách hàng tìm đến chúng ta thay vì tìm đến rất nhiều các thương hiệu trong cùng một cái lĩnh vực kinh doanh mà chúng ta đang kinh doanh. Ở đây thì tôi thấy rằng là thế này, khi mà chúng ta chi ra một đồng cho quảng cáo thì chúng ta phải tính toán được cái hiệu quả, chúng ta phải tính toán được cái lợi ích mà cái đồng tiền nó đem lại. Chúng ta tránh cái tình trạng là thấy thiên hạ làm thì chúng ta cũng làm theo. Ở đây tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta nên làm tốt với chính mình và so sánh với chính mình ngày hôm qua, chứ cũng không nên là so sánh với cả đối thủ của chúng ta. Bởi vì mỗi một mặt hàng, mỗi một công ty, mỗi một thời điểm thì sẽ có các cái cách làm khác nhau để làm sao sinh tiền tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất trên mỗi đồng vốn bỏ ra. Chúng ta không nên học khách hàng, bởi vì khách hàng là một thực thể rất là khác biệt. Chúng ta cũng không nên mà đi chạy theo đối thủ, bởi vì đối thủ cũng là một thực thể rất là khác biệt. Nếu như chúng ta không đánh giá và phân tích được hiện nay chúng ta đang có cái gì là lợi thế, cái gì là bất lợi của chúng ta, đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu, mà chúng ta cứ bỏ ra những đồng tiền một cách nó mù quáng hoặc là không tính toán được cái hiệu quả như vậy, thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tiêu hết toàn bộ những cái đồng tiền của chúng ta, để rồi chúng ta phải vay mượn, để rồi chúng ta phải lấy ngắn để chúng ta cắn dài, để rồi chúng ta lại phải hy sinh những đồng tiền đầu tư vào tương lai để mà đầu tư trong ngắn hạn. Thì tôi nhắc lại lần nữa, đó là dù chúng ta có nhiều vốn ban đầu chăng nữa, dù chúng ta có kêu gọi được vốn của các tổ chức đầu tư rất là hoành tráng chăng nữa, thì cũng chẳng mấy khi mà chúng ta sẽ trở nên khó khăn, nếu không muốn nói là mất cân bằng tài chính, thậm chí là phá sản. Vì vậy là khi tôi đi qua cái giá sách, tôi thấy cái cuốn sách về chiến lược tạo dòng tiền này, tôi biết ngay đây là một cuốn sách mà tôi cần phải đọc và giới thiệu cho bạn đọc. Và ở đây nó có những cái công thức rất là đơn giản. Tôi nói một ví dụ thế này, nó có một cái biểu đồ mà nếu chúng ta theo và chúng ta gọi như là bám sát cái biểu đồ này, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà tăng được gấp đôi doanh thu và đảm bảo được cái dòng tiền của chúng ta theo năm tháng là rất đơn giản. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là dòng tiền của chúng ta sẽ do một loạt các cái tham số sau đây tạo thành. Thứ nhất là số lượng khách hàng tiềm năng, thứ hai là tỷ lệ chuyển đổi những khách hàng tiềm năng đó thành khách hàng thực tế, thứ ba là số lượng khách hàng thực tế mà chúng ta đang có cơ hội được phục vụ, thứ tư là số lượng giao dịch của mỗi khách hàng, thứ năm là doanh thu trung bình trên mỗi một lần giao dịch, thứ sáu là doanh thu chúng ta đem về, thứ bảy là cái tỷ suất lợi nhuận ròng mà chúng ta có thể có được dựa trên doanh thu đó, và cuối cùng là cái lợi nhuận nét mà chúng ta có thể đem về được. Thế vậy thì anh chị tưởng tượng thế này, cái lợi nhuận cuối cùng của chúng ta, tôi nhắc lại, dù nó không quan trọng nhưng nó cũng thể hiện được cái kết quả cuối cùng của bất kỳ một doanh nghiệp nào hoặc một người kinh doanh nào đều hướng tới. Cái lợi nhuận này nó có thể tăng, nó có thể giảm, cái tỷ suất lợi nhuận có thể nó tăng và nó có thể nó giảm, có thể cao, có thể thấp. Thế nhưng mà cái yếu tố về doanh thu là cực kỳ là quan trọng, và chúng ta phải đảm bảo nó là tăng trưởng dần theo năm tháng, với điều kiện là chi phí lại phải giảm dần theo năm tháng. Chứ còn nếu mà doanh thu tăng mà chi phí cũng tăng theo với một tốc độ còn lớn hơn tốc độ tăng doanh thu, thì chúng ta gọi như là càng làm càng gặm vào thịt của chúng ta là chúng ta chết rồi. Vậy thì ở đây có bốn cái biến số rất quan trọng ban đầu, đó là số lượng khách hàng tiềm năng. Vì vậy chúng ta phải có ngay 60 cái biện pháp để chúng ta có được số lượng khách hàng tiềm năng ổn định và tăng trưởng. Thứ hai là cái tỷ lệ chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi tức là hôm nay có 100 khách hàng tiềm năng thì có bao nhiêu người trở thành khách hàng thật sự của anh, và ngày mai thì cũng là 100 khách hàng tiềm năng đó, nhưng mà nhờ các biện pháp tích cực của tôi thì tôi đã có thêm được một số lượng mua hàng của tôi, thì đấy gọi là đã tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi lên. Thứ ba đó là cái lượng giao dịch. Đúng là có khách hàng nhưng mà người ta giao dịch rất là ít, một tháng người ta giao dịch một lần nó khác một tháng người ta giao dịch ba lần. Và cái cuối cùng nữa đó là gì ạ, một lần giao dịch nhưng mà cái doanh thu trên từng lần giao dịch, thì nếu lần này người ta giao dịch người ta mua 1 triệu thì nó khác rất nhiều so với việc là người ta cũng giao dịch nhưng người ta chỉ có giao dịch 100.000 đồng thôi. Cho nên vì vậy là khi mà các cái lớp đào tạo về bán hàng và kinh doanh của chúng tôi đánh rất mạnh vào bốn yếu tố đó,
chúng ta không chỉ cần có khách hàng tiềm năng, tức là tạo phễu, mà chúng ta phải biến cái phễu đó thành khách hàng thật sự. Chúng ta không chỉ khách hàng thật sự mà chúng ta phải có gọi như là khách hàng thật sự mua hàng, và mua không chỉ một lần, phải mua nhiều lần. Và mỗi lần mua hàng không phải là mua chỉ có một con số tượng trưng, mà phải là mua với một số gọi như là tiền lớn, và ngày càng có tốc độ tăng trưởng lên. Thế cho nên là ở đây tôi nghĩ rằng là những người làm kinh doanh chúng ta cần phải có một bản kế hoạch. Tôi nói ví dụ thế này, ở đây tôi có một cái ví dụ cho anh chị xem là giả sử chúng ta có khách hàng tiềm năng là 4.000 người, nhưng mà cái tỷ lệ chuyển đổi chúng ta chỉ được có 25%, đúng nào? Thế như vậy là chúng ta ra được 1.000 khách hàng thực tế. Khi ta có 1.000 khách hàng thực tế thì số lượng giao dịch của họ là mỗi khách hàng họ giao dịch 2 lần. Như vậy là bạn gọi như là có được 2.000 lượt mua hàng. Mỗi lượt mua hàng lại là chi tiêu trung bình khách hàng là 100 đô. Như vậy là chúng ta có được là 200.000 doanh thu. 200.000 doanh thu này với một tỷ suất lợi nhuận, ví dụ bạn cho là 25%, đúng không ạ? Thì bạn sẽ lợi nhuận được là 50.000 đô la. Thế như vậy thì đây là cái con số, và đây cũng là cái bảng kế hoạch của đa số các cái khách hàng đến với công ty của chúng ta, và chúng ta chưa cần cố gắng nhiều lắm thì chúng ta đã có một cái doanh thu và có lợi nhuận như vậy. Thế ở tháng sau nếu chúng ta làm tốt hơn, chúng ta tăng được số lượng khách hàng tiềm năng lên là không phải 4.000 mà tăng lên là 4.400. Tỷ lệ chuyển đổi thành công không phải là 25% nữa mà tăng lên khoảng 10% so với trước đây, tức là được khoảng 27,5%. Và số lượng khách hàng lúc bây giờ nó sẽ là 1.210 khách hàng chứ không phải là 1.000 khách hàng như tháng trước. Rồi số lượng giao dịch cũng tăng lên 10%, tức là 2,2 giao dịch một tháng. Và mỗi giao dịch cũng tăng được số tiền lên là 110 đô thay vì 100 đô. Như vậy là chúng ta đã có một doanh thu là 292.820 đô. Tỷ suất lợi nhuận cũng tăng được 10% lên là 27,5%. Và như vậy bây giờ cái lợi nhuận thực tế của chúng ta đã là 80.525 đô la Mỹ. Tháng trước chúng ta được có 50.000 đô la Mỹ lợi nhuận, chúng ta tháng được tận là 80.000, đúng không nào? Và nếu chúng ta để cái con số này để mà chúng ta quay lại tái tiếp tục về đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh thì chúng ta sẽ có cái tháng thứ ba rất là tuyệt vời, cộng với cả cái biện pháp marketing khác đi, cộng với rất nhiều thứ khác nữa thì chúng ta sẽ có một cái tháng thứ ba bùng nổ. Tức là giả định rằng số lượng khách hàng tiềm năng bây giờ là 8.000, tỷ lệ chuyển đổi là 50% thay vì 25 hoặc 27,5% như trước đây, số lượng khách hàng bây giờ đã là thực tế đã là 4.000 khách hàng rồi, số lượng giao dịch là mỗi tháng lại là giao dịch 4 lần trung bình, doanh thu trung bình một lần giao dịch đạt tận 200 đô. Như vậy tổng doanh thu là 3,2 triệu đô. Tỷ suất lợi nhuận dòng lại đạt được tận mức 450%, và như vậy chúng ta có một cái lợi nhuận là hơn 1 triệu đô mà cao nhất có thể lên đến 1,6 triệu đô. Tất nhiên ba kịch bản này không phải xảy ra trong thực tế mà người ta chỉ giả định, giả dụ như vậy, bởi vì có thể có người làm kém hơn và có người thậm chí có làm tốt hơn. Thế nhưng cho chúng ta thấy rằng là gì? Ở tháng 1 là chúng ta mới có được cái doanh thu là 200.000 đô và lợi nhuận có 50.000 đô. Thì tháng thứ 2 chúng ta đã có doanh thu là 292.000 đô và lợi nhuận là 80.000 đô. Và tháng thứ 3 chúng ta có một cái doanh thu lên tận 3,2 triệu đô và lợi nhuận đạt tận 1,6 triệu đô, đúng không ạ? Như vậy anh chị mới thấy rằng là những cái doanh nghiệp mà bền vững và hoạt động mạnh mẽ, người ta luôn quan tâm đến từng cái biến số trong cái bảng công thức này, chứ không chỉ quan tâm vào việc là ném bao nhiêu tiền làm về các hoạt động marketing. Vì ném nhiều tiền cho hoạt động marketing mà chúng ta không nâng cao được cái khả năng chuyển đổi thành phễu, rồi là chuyển đổi được khách hàng thật sự, rồi giúp khách hàng mua hàng và tăng được cái số tiền mua hàng mỗi lần lên, thì những đồng marketing của chúng ta cũng chưa thật sự là hiệu quả đâu. Vì vậy hiện nay khi tôi gặp những người được coi là làm marketing chuyên nghiệp, tôi đều hỏi một câu, đó là một đồng tôi bỏ ra làm marketing thì đem về cho tôi bao nhiêu đồng doanh thu và biến nó thành bao nhiêu cái đồng lợi nhuận. Còn nếu mà chỉ ghi rằng là em có bao nhiêu lượt truy cập hay là em có được bao nhiêu cái phễu khách hàng ban đầu thì cũng chỉ là một tham số không đáng tin cậy, mà không cẩn thận chúng ta sẽ đốt rất nhiều tiền để có được những cái gọi như là chỉ tiêu không thật sự là có ý nghĩa như vậy. Cho nên trong cái clip rất ngắn gọn này, tôi muốn anh chị em hãy thực sự tìm đọc cuốn sách Chiến lược tạo dòng tiền. Trong cái cuốn sách mà tôi đang viết hiện nay về những điều cần lưu ý đối với những người làm kinh doanh mới ấy, thì tôi cũng đã đề cập khá kỹ đến vấn đề chiến lược tạo dòng tiền. Chúng ta hãy cố gắng làm sao minimizer, tức là đưa về tối thiểu, thậm chí là có thể đưa về bằng không những cái chi phí mà nó không sinh lời được ngay, hoặc là những cái chi phí mà mình cảm thấy rằng là cái khả năng sinh lời nó thấp. Thế còn chúng ta cũng đừng ngại để đầu tư thêm những cái đồng tiền vào những hoạt động sinh lời, như là tạo ra phễu khách hàng thật sự, biến thành khách hàng mua hàng thật sự,
giúp người ta có thể sẵn lòng mua nhiều sản phẩm hơn trên mỗi lần giao dịch. Thì đấy là những đồng tiền biết nói, đấy là những đồng tiền khôn, đấy là những đồng tiền hiệu quả mà chúng ta cần phải tận dụng tối đa để tiền làm việc cho mình. Còn nếu như chúng ta chỉ đầu tư vào quần áo, đầu tư vào thương hiệu hình ảnh một cách chung chung, đầu tư vào những cuộc họp vô bổ, đầu tư vào những cái chiến dịch marketing tốn kém mà kém hiệu quả, thì chúng ta đã mất đi cái cơ hội tích lũy tư bản ban đầu và có thể có những bước đột phá, cơ hội tăng tốc về sau. Thì đấy là cái phần mà tôi mạn phép những chuyên gia tài chính và những người làm kinh doanh lâu năm để chia sẻ như vậy, đặc biệt với các bạn trẻ và những người mới làm kinh doanh, những người startup đầy khó khăn nhưng mà cũng rất là nhiều cơ hội như hiện nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Tôi là Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Kingsman và Chủ tịch Hệ thống Kinh doanh Rosa Bonita. Xin chào!